Đảng ủy quân khu 5 đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan của Đảng ủy quân khu với các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh, thành ủy trên địa bàn quân khu năm 2020. Thời gian qua, các cơ quan của Đảng ủy quân khu đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu giúp việc của các tỉnh, thành ủy, triển khai toàn diện công tác quân sự, quốc phòng địa phương và công tác xây dựng đảng trong lực lượng vũ trang địa phương. Thời gian đến, các cơ quan của Đảng ủy quân khu 5 tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch phổ biến, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân, nhất là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới, làm tốt công tác quản lý, điều tra, nắm tình hình dư luận trong xã hội và lực lượng vũ trang, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, quần chúng về công tác dân vận ở những vùng trọng điểm, góp phần quan trọng vào việc xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, thế trận lòng dân, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn.